Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một project cho chip STM32F4. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo. Trước tiên, để tạo được một project thì chúng ta cần phải tạo một thư mục cho project đó. Thì project mình để trong thư mục style của mình. Thì mình có phân ra và mình code trong F4.1. Thì trong F4.1 thì mình để là sử dụng project là test. Trong thư mục test thì chúng ta tạo một thư mục user, người sử dụng. Library thư mục Merdeka và một thư mục library, thì lượng library mình đã để ở Echo. Thì các bạn nào cần thì có thể inbox qua email mình sẽ gửi cho các bạn, và các bạn không phải đi tìm. Trong thư viện library này sẽ chứa tất cả những file chúng ta cần phải add vào project. Thì nếu mình sẽ hướng dẫn xong, thì tiếp đến khi tạo ra xong các thư mục rồi, chúng ta khởi động, đợi một thời gian loát và khởi động Kensi. Ok, đây mình đã test thử và muốn hướng dẫn các bạn có thể làm được. Thì đầu tiên chúng ta chọn vào project, chọn new project. New project thì mình new project vào trong thư mục mình vừa tạo, đó là thư mục test. Mình sẽ new vào MDK và đây là net. Nó sẽ hiện ra một bảng vào đây, sau mình chọn STM, ta sẽ chọn F411 VE đây, ấn OK. Sau đó mình kích vào driver, chọn startup, chọn resolve để tự động chọn thôi, ấn OK. Sau khi chọn xong nó sẽ hiện ra target, thì chúng ta ấn Ctrl N để mở một file, sau ấn Ctrl S để new, một file main.c vào trong thư mục library, xong thư mục user này, user này mình sẽ để làm main.c. main.c trước khi code chúng ta cần phải add thư viện ở đây. Mình sẽ chọn vào tí nữa cc cộng cộng và mình phải gõ hãng và tiếp đến mình sẽ chọn level 3 này. Xong mình ép thư viện ấn nào dấu 3 chấm. Xong ở đây sẽ tạo đến đường dẫn. Thì đây mình cần phải add ở trong library. Không biết library mình ấn là chọn CMSC này. Kế tiếp chọn include. Mình chọn này. Tiếp theo chọn là test này, library này, library CMFS. Chọn tiếp đến ST F4XX, xong chọn include, lựa chọn này, xong tiếp đến library, tiếp đến là mình add cái thư viện discover này,
sắp tiếp đến STF thư viện đẹp này library này STF library chọn driver chọn INC lựa chọn này thân sẽ đến user của mình này mình tạo này user là MDK MDK ở đây chúng ta phải nhớ các bạn phải nhớ là gồm có chúng ta phải add 6 cái đôi 46 include này include của HTML44 này discover và INC ấn OK. Đây là mình đã phần tạo xong các thư viện xong rồi OK. Tiếp theo chọn debug. Ở đây mình sử dụng Ethernet bởi vì F411 hỗ trợ sẵn cho chúng ta cổng Ethernet setting. Đây mình đã cắm chip rồi, đây là chip đã nhận. Ấn vào flat và ấn vào reset. Khi mình nạp nó sẽ tự reset code. OK, xong rồi. Đã xong rồi, bây giờ chúng ta code ở main thì đây mình đã code sẵn một cái project của hiện thị đèn led. Các bạn đợi mình một chút, đây mình sẽ copy code của mình sang để chạy thử xem được không. À ở đây chưa có file main, mình phải add thêm file main vào, add system. Như mình chụp gì trong add vào OK, xong mình đã build thử. Ở đây nó sẽ cảnh báo là F411 sẽ không được hỗ trợ này, không được hỗ trợ này, nó sẽ không tìm đến cái file này. Quên mình chưa ép vào đây, đây mình quên mình chưa ép vào trong thư mục user, mình chưa sử dụng cái thư viện .h này thì sau đó mình sẽ ép vào và mình build thử lại xem. Sau đây mình view thử đã không lỗi và không cảnh báo. Sau đây mình sẽ upload code không lỗi không cảnh báo. Okay. Đây là phần code của mình đã hoàn thiện xong, mình có thể là thử đến chân 15. Đây là có một cảnh báo, đó là một cảnh báo slow return, trong khi trong đây mình cũng không cần return, cảnh báo không ảnh hưởng gì đến chương trình của mình. Và đèn 12 và đèn 13 của mình đã sáng. Đó.
và tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video của mình. Hãy nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.